Anh có máy mở cái line lên đi. Mở cái line lên. Mở cái line của máy lên. Thấy cái line không? Line. Line em. Mở mở cái Facebook anh không? Anh có cái comment đó. Mười năm không gặp thường tình đã cũ. Em yêu yêu ơi, thường đã mơ. Nhưng em yêu ơi, một thời thơ thơ chỉ còn trong ta. Jimmy, Jimmy. Ok, hôm nay Alex sẽ làm cái bột nacho ha. Trước khi vào live thì mọi người có thể bấm share video nhé. Thì Alex đã vũ xong hết rồi này. Ngày trước thì Alex có làm hai bộ món có mịt xếp. Hôm nay Alex sẽ làm món slider xếp. Cái tông màu chủ yếu hôm nay là phối theo kiểu mà đơn giản nhiều, không có cầu kỳ cho lắm. Thì hôm nay là sẽ đắp một cái màu là smile pink, cái màu này, cái màu này rất là đẹp, có thể trên màn hình nó rất là sáng nhưng mà mọi người ở ngoài mọi người thấy nó rất là đẹp nha. Những bạn nào mà mua cái set 15 màu qua lẹt á, các bạn lấy cái màu smile pink là các bạn đắp riêng, các bạn đắp thử một màu lên nó cực kỳ natural. Ok, thì cái ngón đầu tiên này á, thì anh này sẽ đắp một cái ngón ombre ha. Ok, mọi người chuẩn bị chưa? Trong thời gian chuẩn bị mọi người có thể bấm nút share video cho lịch nha. Chưa? Để cho anh mượn đi, mượn đi coi cái comment. Anh nhìn nha, cái bột này ha, nó rất là dẻo. Anh lại bỏ lên nè, kéo xuống. Đẩy nhẹ lên. Vui tới. Vút mỏng rồi ha. Khi các bạn vút, các bạn sẽ tạo được một cái độ cong của vút hai bên này ha. Angle cái neo nó xuống. 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 Tự động nó sẽ vô xếp hết. Tự động nó vô xếp. Đang là đang cố tình làm sao cho nó cong lên ha. Lên chưa? Lên chưa? Anh gỗ lên. Thấy không? Thế đó là mượt ha. Cho lại mượn cái máy đi. Thay không mình. Nó chưa vô. Để lại lấy cái wifi. Các bạn đợi anh lại xí nha. Để lại lấy wifi. Em mở cái lên đi. Còn thấy không? Đó, xong rồi nó bây giờ anh sẽ lấy cái màu smile pink lên nè. Cái màu smile pink này là cái màu cũng rất là đẹp. Nhìn nè ha, nó hơi tím tím một xíu. Nó rất là mượt. Mà bây giờ anh sẽ bỏ lên nè. Cái này á, thì có thể các bạn thấy không? Nhưng khi các bạn lấy bột để thì nó có thể khó đắp hơn xí. Nó phải tròn tròn một xíu nha. Nó phải tròn, ơi là tròn. Kéo xuống. Đó, đẹp quá. Cái màu đẹp. Kéo từ từ ra. Các bạn cứ để cho nó chảy tự nhiên nha. Đừng có đụng vào. Cái ombre các bạn đụng vào là nó bị mất sắc đẹp. Thường thường á, các bạn muốn làm ombre mà đẹp á, nó càng chảy thì nó càng loang càng đẹp. Giờ nó sẽ bỏ thêm một cái xí nhỏ nhỏ lên, bỏ được cái độ cong lên. Nhìn nhà này, cô xuống,
Tự động lan ra. Sau đó anh sẽ lấy cái cọng lọc bút cho nó mỏng ra. Nhìn này này, cô xuống. Cô xuống. Tự động lan ra. Tắt đi. Audit cho nèo rồi ha. Hi, hi you guys. Ok, rồi cái nèo này Alex sẽ làm cái smile line nha. Đây là cái màu của màu smile pink luôn. Các bạn nhìn này. Alex để lên này ha. Cái màu pink này đẹp quá. Cái màu pink mà là một màu thôi nó cũng đẹp nữa. Cái màu này nó không bị ma bộ nhưng mà nó đắt, nó rất là mượt. Bạn nào mà mua set 15 màu rồi á, thì các bạn có thể lấy cái màu này các bạn làm phim ảnh quay cũng được này, các bạn làm một màu cũng được. Các bạn phải cố tình làm cho nó angle cái nail lên nha này. Cái này angle cái nail lên. Rồi bây giờ là sẽ cắt cho con này. Có ai hỏi không? Các bạn sẽ dùng một cái thằng này cắt hai chỉ, hai pin trần như nó hai khe lì này. Các bạn nhìn này. Con này sẽ tiếp xuống này. Này để cho nó khô xí. Các bạn muốn cắt được cái này là cong á, nhớ cho lại đó là nhắm cái này. Các bạn hỏi cách cái line nằm ở đâu. Chánh xuống. Chánh xuống lấy ra cái này là mình dựng ở đây, xong mình dựng một số bự hình xí, mình cắt cho nó cong thêm nữa, cho nó thẳng bên này nữa, thì thẳng bên này như vậy nè, lấy cái thằng này cắt vô. Tại vì á, tại sao lại không cắt cái thằng đầu tiên, tại vì khi lại cắt xong á, cái thằng đầu tiên á, cái thằng bên này á, nó sẽ bị dính bột đúng không, xâm tham nên lại đổi qua cái mới, đổi cái mới thì kia là cắt lại nó không có bị dính bột. Đẹp quá. Còn thấy không? Thì cái smile line nó rất là sắc. Nhớ hai bên này gọt sắc vô này. Bên này gọt sắc vô. Phải có được cái độ cong của cái độ natural ha. Hi, how are you doing today? Oh, I'm very good. So, you guys see, it's perfect line ready. So, what I'm doing next? Đó, khi cái line nó is perfect ready. So, that's why Alex sẽ làm thêm một cái design ở đây. Mình sẽ gắn lên. Thì cái nail này nó đơn giản, nó nhìn nó sang ha, nó không có cầu kỳ giống cái thằng kia ha. Thì này sẽ làm cho mọi người xem thử. So I do the off white nose off white nha, đắp cho nó mỏng lên này. So I do off white right here and I put a little bit sparkle later. So I put sparkle later, so I have to audit to keep them running. Nhiều clear quá ha. Chúng ta đẩy nhẹ vô. You guys see it? How so beautiful is it? So you guys can please share my video. And after that, anh sẽ lấy một số kim tuyến này nè. Rồi cái thằng này nhìn nó đẹp lắm. Trời ơi. Anh thấy kim tuyến này không? Nó rất là đẹp, nhìn rất là sang ha. Thì đây là cái bộ nail anh làm nó theo tông đơn giản, nhìn mới sang trọng. Thì khi các bạn làm những cái bộ nail này á, các bạn chỉ cần nhớ cho đẹp đó, là uyển chuyển những cái bước đi, thứ hai nữa là mình phối sau để cho nó mướt thì nó sẽ rất là đẹp ha. Sau cái kim tuyến này thì tuần tới nó sẽ có nha, những bạn nào muốn order thì có link website order thì là sẽ có kim tuyến này. Còn thấy không, rất là đẹp, rất là mượt ha. Rồi thì anh lại cho coi cái ngón này này ha. Đây còn thấy không, để cái tay xong ha, rồi anh lại cho coi cái kim. Rồi bây giờ anh sẽ bỏ cái clear lên. Bỏ cái clear lên. Anh sẽ giữ đây này ha. So, I push a little bit clear right here. And push it out for me. Ok. Thằng bên này như vậy. Kéo xuống. Nhẹ nhàng thôi. They cover everything inside the clear. So after I put the clear powder, you guys can see this up in there ha. Nhẹ nhàng thôi. Rồi bây giờ anh sẽ làm một cái ngón ở đây, là một cái vành đá này với
nhớ theo cái kiểu mà natural tự nhiên đó, theo kiểu mà cái ngón như thế này nè ha, thấy không đó. Thì mình xin mọi người là làm cái cách làm sao để cho nó ra được như thế này đó. Cái này nó cũng đơn giản thôi. Ok, so các bạn chuẩn bị chưa? Rồi bây giờ anh sẽ cắt. So I using this foil, so I cut it. So I have to measure exactly what size my customer they wanted. Cái này thì nó cũng audit như là nó cũng cũng một đầu tiên mới ra. Rồi bây giờ nha. So you guys can see right now I do the marble design. Okay. So before I do that, I have to activate all of these items. Let's phải định dạng trước, có nghĩa là các bạn làm gì như vậy, phải định dạng được là mình sẽ làm cái gì. Đó. Thì sau đó mình sẽ bỏ lên nó sẽ phù hợp hơn. Rồi, các bạn thấy không? Này, nó làm trong hết rồi ha. Nó rất là mượt. Rồi, bây giờ anh sẽ làm cái marble ha. I'm just gonna do a soft white. Anh sẽ làm cho super thin, ok? Not really thick. But if you guys do really thick, it's much more easy. So, làm mỏng thôi. Not that. Mình sẽ bỏ một chút viên lên. Rất là đẹp. Wow, cái màu viên này đẹp quá. Rồi xong, mình sẽ bỏ thêm một xí nhỏ nhỏ này. So I have to do two color. Okay, chỗ này anh sẽ làm hai màu. Anh sẽ kéo xuống từ từ thôi. Okay. Bây giờ anh sẽ bỏ cái thằng này vô. See shop wire, move thing right here. Make sure they stand out everything, huh? Đây là cái cách mà mình làm cho nó thành 3D. Nó sẽ lạnh cho trong này hết. Đó. Xong bây giờ mình bỏ phố cái hàng foil vào cho. Bật các bạn nhớ nha, phải làm cho nó mỏng nha. Có nghĩa là chặt nó mình sẽ thèm theo cái kiểu mà để mình bỏ lên nhìn cho nó bắt mắt. Mình cho xuống. Đó. Đó. Xong rồi mình sẽ bỏ một xí clear lên. Nếu mà bột nó còn ướt á, thì các bạn không cần bỏ clear lên. Các bạn sẽ bỏ cái foil lên. Các bạn thích không? Nếu mà các bạn thích cái design này, các bạn bấm nút share video lại nhé. Thank you mọi người rất là nhiều. Rồi cái thằng bên này cũng vậy. Mọi người thấy lại hôm nay nói, giọng nói nhìn có khác lạ lắm không? Thấy không? Đó. Các bạn bỏ thêm một xí bên này qua nữa. So, Alex sẽ bỏ thêm một xí đây nè. Thì cái kim chiến như này, Alex cẩn thận cho nó hơi bự ra xí. Nhìn nó sẽ đẹp hơn. Không nhận cái kim tuyến này đẹp hết. Nó còn thấy không? Đó, nhìn nó rất là tự nhiên, nó rất là đẹp ha. So, hola Kathy, hola Tracy. You guys see it? Everything is perfect. It's so nice when you do a rotary design. And after that, what I'm doing? So I put a little bit clear powder, I cover everything. Mình sẽ bỏ một chút clear vào đây, kéo xuống. You guys see it? Put just a little bit clear. And push down. Nhẹ nhàng thôi. Nhẹ nhàng. Như vậy nó sẽ nằm trong cái design hết ha. Let's dip a little bit more stiff on the side. Rồi. Stick clear vô. Alex làm rất là từ từ nha, Alex cũng làm nhanh nha. Từ thôi. Đó. Còn cái ngón này á, Alex sẽ làm cái com ha. Rồi, this nail. Cái bây giờ cái ngón này á, Alex sẽ đắp một màu cho mọi người xem thử cái màu pink nha. Màu smile pink. Nó đẹp cũng nhìn nè. Ha. Push it up like that, wait 2 minutes. Còn thấy không? Cái bột nó rất là dẻo. Mình chỉ để nhẹ lên thôi. Để nhẹ lên thôi.
bạn không cần phải mạnh mẽ lắm, nhẹ thôi. Chúng nó bút ra. So very very gentle, ok. Bạn nhớ nha, phải cực kỳ nhẹ ra lại không được mạnh quá nha. Đây là cái màu baby pink. Các bạn nhìn ở lịch làm của hai sếp ở bên đó. Đây là cái tắt mà dành cho những người bạn nào mà mới vô nghề á. Ví dụ như món dài mà khó ứng xử quá thì có thể dùng một màu này ha. Đó cũng là một cái rất là hay. Hai cả nhà, hello anh đẹp gái. Hello đẹp trai hả? À đẹp, đẹp trai được, nó bó tay rồi ta. Bói lộn rồi đó. Ở đây cũng đẹp trai, ta là dễ thương thôi. Anh sẽ bỏ này ha, nhìn này. Còn ha, cũng ra. Quán nhẹ thôi ha, nó chảy cho nó tự động nó chảy. Nhưng mà nhớ đừng có đụng hai bên ha, đụng ở trên. Nó chảy xuống mình ván xuống nó vô thấy không? Đó. Tại là đắp bột chảy lắm. Tại vì thường thường á, bột mà nó hơi cần chảy thì các bạn làm nó sẽ chắc hơn. Tại vì nó sẽ đầm hơn là khi các bạn lấy lên bột màu nó khác cho bột clear. Tại các bạn đắp bột màu mà các bạn đắp khô quá thì nó dễ bị hở lắm. Tại vì nó không đủ lượng nước để nó chảy xuống cái phần. Tại vì bột clear các bạn có thể thấy được, các bạn có thể thấy xuyên được, nhưng mà bột màu các bạn có thể thấy xuyên được. Nó khác ở chỗ đó nên các bạn đắp cho nó hơi ướt một xí. Thì khi nó ướt ướt xí á, thì nó sẽ đầm hơn và nó đẹp hơn. Thế thôi. Nhớ nha. Rồi. Hello Cường. Hello anh. Hi Brian. Ok. So this now I sẽ làm cái màu natural này. Đây là cái màu shop white ha, chắc nó lại sẽ hướng dẫn mọi người làm cái com của cái màu trắng này nè. Mình nhìn nha, lại bọc bột cho này. Thấy không? Mắt này. Mình rìa cái cỏ vô. Còn thấy không? Rìa cái cỏ vô. Kéo xuống này, ép hai bên vô. Hai bên nhiều cho lại, nha, tự động nó xuống, vừa chính xác, nha, ép vô, tùy cỡ ứng biến nha, đó, thấy không, nó đều hết, gài xếp, ha, đó là cái cách mà các bạn làm sao để cho nó mượt ha, rồi, bây giờ mình sẽ đóng cái nắp lại, rồi mình sẽ vũ xếp cho mọi người xem ha. Này, cái màu là màu baby pink nha. Pink. Ok, màu pink ombre hồi nãy lấy lộn rồi. Cái màu nào pink ombre nha, lấy lộn rồi. Pink ombre. Cái smile pink là khác nữa. À, gì nãy là nói ok, cái pink ombre này các bạn làm cho cái om cái cho pink and white rất là đẹp. Nếu bạn nào mà xài cái pink and white mà nó hay bị thấy cái line thì các bạn có thể xài cái thằng đó. Tại cái màu đó là được làm ra để làm cái pink and white. Cái nút pin nó khác nha, cái nút pin nó khác với cái pin ombre. Hai cái nó khác nhau, nó không giống nhau nha. Lưu ý ở điều đó trả lời. Ai gọi đây? Kẹo đây. Okay, bây giờ Alex sẽ vũ cho mọi người xem nha. Alex sẽ làm một nó này trước đi. Alex sẽ bỏ treo cho mọi người thấy được cái sắc của nó. Bên này cũng vậy nè. Hấp vô. Những bạn nào mà làm pink and white nhiều mà là cái đồ cắt nhiều thì các bạn lưu ý cho lại đó là hai bên khi nào nó cũng phải sắc, cũng như là sắc bên góc này nó phải sắc vô thì tất nhiên nó sẽ làm cho cái nail mình nó đẹp hơn đó. Là vũ này xong rồi là chỉ chạy máy một cái này ha. Thường thường á thì là chia sẻ các bạn làm pink and white xong rồi á các bạn phải vũ trước khi các bạn làm cái kia
thì nó sẽ mượt hơn, và thứ hai nữa nó không có bị dũa nhiều ha. Anh sử dụng cái đồ dũa này. Thì anh lại dùng cái máy này ha, cái máy này anh lại dùng số 13. Thì những bạn nào mà chưa có máy dũa thì có thể lên website mua. Các bạn nhớ nha, không được đè cái dũa quá nhiều, tại vì đè nhiều thì nó sẽ bị mất ý, mất bột, đúng rồi, nó sẽ bị mất bột nha. Các bạn thấy anh lại dũa ít không? Anh dũa xong rồi anh lại sử dụng cái dũa nhỏ này là chạy trong Kiroko này, để anh lại cho mọi người xem thử cái màu pink với cái màu kia thử như thế nào ha. Để dũa Kiroko cho nó sạch ha, thằng bên này cũng vậy. Cái này đắp up Kiroko nhé, up Kiroko gì có nghĩa là nó sát, cực kỳ sát Kiroko. Có những người khách mà họ khó quá thì các bạn sẽ đắp cái kiểu để đắp cho nó sát vô. Khó quá chịu nổi rồi xong mình sẽ dùng dũa này nè, là sẽ chạy sơ qua thôi. Các bạn muốn dũa được tốc độ nhanh như vậy á thì mỗi ngày các bạn nhớ phải tập cái cơ thịt của mình đó, mình xoáy cái dũa nhiều cho nó quen, thì khi các bạn dũa cái này nó nhanh lắm. Nhớ là chỉ có đè qua thôi chứ không được đè, chỉ có kéo qua, nếu mà tay phải thì kéo qua, còn tay trái thì kéo qua lại vậy thôi, còn để clip cho nó về tự nhiên vậy đó. Cái món dài thì mình phải để cái tay dưới này để làm một cái trụ nha. Mình làm một cái trụ đó, thì những bạn nào mà chưa làm cái này thì có thể làm cái này nè. Rất là dễ kiếm tiền, nhìn nó rất là sang. Mình cần phải dũa nhiều. Còn om vi mà các bạn kéo mượt đấy, nhớ đừng có đè dũa mạnh quá, có nghĩa là ở giữa này đừng có đè mạnh quá, tại vì đa số các bạn dũa mạnh quá bởi vậy tại sao nó bị mất cái om vi của mình đi. Lưu ý nha, các bạn kéo một đường này cho nó thẳng cái xếp hết. Đây là cái cách mà mình làm cho xếp nó la lẹ, mình không cần phải dũa nhiều. Tại đa số nhiều bạn dũa dưới này bị cong cái cục bột, bị cong cái móng tay thì giống như bị hõm vậy đó. Thì tại sao mà bị hõm? Tại vì các bạn dũa cái kiểu kia á, thay vì các bạn kéo cái thằng ra, thấy không, lại kéo ra này, khi lại kéo cái ra lại để ngang, đúng không, thì tự động hai bên nó sẽ bằng nhau hết, mà mình không cần phải dũa máy nhiều nữa, mình dũa tay nhiều nữa. Bây giờ này anh lại bỏ này, các bạn thấy không, bỏ cái dũa vô đây, nhấn cái xếp một cái bên này như vậy nè, các bạn thấy cái bột đây đúng không, nhìn này. Anh bỏ cái tự động nó đều nha, nhớ nha, nó phải từ trong cái góc đi ra, các bạn thấy không, này nó sát lên nè, bỏ cái xếp vô nhìn nó sát lên, thấy không, thì bên kia cũng vậy, bên kia cũng vậy. Nhìn nó sắc lên, thấy không, nó sắc bén lên ha, hôm nay nhìn xếp nhẹ. Thì màu này là màu pink ombre nha. Thì cái màu này thì thường thường các bạn làm cái màu mà sắp quay lạc một xí nữa thì nó đắt, rất là đẹp, rất là tự nhiên, rất là tự nhiên. Dũa xếp vô, nhấn cái xếp này, nhấn cái tay vô lại ha, nhấn vô, mình này cũng vậy, nhấn vô. Máy còn chạy không? Máy thiếu quá. Rồi khi mà qua cái quá trình này từ chỗ này nè, các bạn phải nhắm ở bên này cho nó giống nhau, nó phải giống nhau. Nó không giống nhau thì nó sẽ bị mập nha. Ví dụ đại khái như đôi khi cái nào nó mập đây, các bạn phải kéo xuống những cái này ha. Đôi khi mình làm design nhiều á thì mình có thể mình đắp bột á, có thể các bạn nhìn ở đây nó thẳng nhưng mà ở bên này nó rất là mập, tại vì hai bên nó hơi bị bè xuống, thì còn có thể dũa kiểu này thì cái móng mình nó sẽ ốm hơn, nó sẽ ốm giống như tại bên này.
còn không nếu còn giữ hoài ấy, thì còn chơi gọt bên này 1, 2, 3 còn gọt bên này 1, 2 cái thì tự động cái móng nó sẽ ốm lại đó. Chứ đừng có giữ nhiều quá, còn giữ nhiều quá thì nó mới mất bột thì nó càng bè, thì khi nó càng bè thì nó sẽ khi nó càng bè thì nhìn nó sẽ thô hơn, nó thô cái thằng kia. Thường thường á, mà mấy cái móng ví dụ bên này nó wider, nó bự ra thì các bạn đắp bột dung cao lên hiểu không, off hay bên này cao vô thì tự động nó sẽ giống thằng bên này. Còn nếu mà nó đã bè rồi các bạn đắp cho nó lép nữa thì nhìn nó rất là bự hơn bên kia. Nó tần số nhớ chỗ đó là mình biết ý mình sẽ làm được. Các bạn nhìn vào bên kia vô đó, thằng này như vậy đó. Đây là sẽ chạy sơ qua thôi. Còn nhớ nha, để cái dũa phải lút vô trong cái thằng này nè ha. Nó phải để dũa này, các bạn thấy là dũa thẳng không? Này không có gông quẹo gì, không có gông quẹo, không có dũa ngắn vậy được. Kéo dài lên, thấy không? Cái dũa mình dũa từ tầng này tới thằng này đúng không? Kéo dài lên thì tất nhiên nó sẽ nhanh hơn và nhìn nó sẽ sắc hơn. Tại vì mình kéo đan nhiều quá, mình kéo dữ quá thì nó sẽ bị mất bột ở dưới này. Bởi tại sao nhiều người ấy, có nghĩa là các bạn phải để cái dũa sao cho nó lút cái thằng này này, nó phải lút như vậy này ha, không thấy được. Nhiều người để vậy này, dũa vô trong mất bột ở đây liền đó, thì mất bột thì có thể là bị mất xếp. Còn thấy không đó, khi còn bắt xếp từ trong thằng này ra còn thấy không, thì tự động nó sẽ sắc này, thấy không? Còn nếu các bạn để dũa ví dụ là nói số 5 ở đây mà các bạn để ngay cho số 6 còn dũa vậy là bị mất bột ở đây liền, lõm liền. Xâm tham các bạn có thể cắt thịt của người khách luôn. Cái là mình dũa sai, không phải dũa đúng nha. Xong cái bộ neo đó, rất là nhanh ha. Rồi Alex sẽ bóc phở. Oh, what you saying it depends and can you translate please? Ok, triangle, hai tiger, hai võ hường. Các bạn nhìn nó là đấu dũa nhiều đúng không? Chỉ chạy sơ vài cái thôi. Tại bột màu nó khác với cái gel. Để lại bỏ cái gel lên thử. Cái thì anh sẽ dùng cái top này ha. Thì cái top này ai cũng được hay nói với mọi người là dùng có thể bốn loại luôn, vừa silac, vừa dùng cho silac, vừa dùng cho bột màu, dùng cho khom luôn, chẳng lẽ đến khom bằng cái top này luôn. Bạn nhìn này. Không, nó không có chạy da nha. Đẹp không? Thì móng clear thường thường móng clear thì các bạn có thể bỏ một xí top coat ở dưới này để làm cho cái kim tuyến mình nó sáng đẹp hơn. Đó. Mình thấy không? Nhìn nó rất là sắc. Ha. Đó. Anh Alex ơi có bán dũa giấy không? Đúng là có nha. Alex có bán nha. Đây này, Alex sẽ cho các bạn coi được cái pin của thằng này nó đẹp hay không nha. Này. Sẽ bỏ top lên nha. Này. Con thấy không? Nó rất là đẹp, rất là bóng. Cái top coat này á, những bạn nào mà tay nghề còn yếu, nếu mà sơn nó không bao giờ nó chảy ngoài da hết, nó vẫn động chỗ nha. Sau này sẽ bỏ một xíu dưới này nữa để cho nó sáng lên. Rồi, anh sẽ bỏ vô đèn. Thì bây giờ anh sẽ cho các bạn coi được cái độ trong của cái nail ra nha. Sẽ bỏ miếng dầu đây. Sẽ quay gần vào cho mọi người xem cái pin nó đẹp hay không. Alex sẽ bỏ một cái màu ở đây nha, để cho các bạn coi được cái pin này. Chắc Alex sẽ cái màu này, pin này các bạn làm một màu nó cũng đẹp này.
Thank you Wendy nhé. Má lại bỏ miếng dầu cho nữa. Để show cho các bạn coi những cái màu. Tại giờ lại biết á, đa số nhiều bạn cứ lên cứ đổi cái màu không à. Thì lại sẽ cho coi cái thích. Đây là cái ombre để lại bỏ luôn. Còn thấy cái ông rơi không? Bỏ đèn. Rồi một cái nữa là sẽ đánh call cho mọi người xem thử. So right now I put the comb color, ok? So anh sẽ use cái màu này nè. Các bạn thấy cái bộ nail anh lại phối á, nó không có cầu kỳ cho lắm, nhưng mà mình làm sao nhìn cho nó sang ha. Nhìn nó sang cái bộ nail ha. Bây giờ cái comb này, top coat này là các bạn phải dùng đúng 10 giây cho lệch nha. 10 giây. Nhớ sơn sao cho nó đều, nó không bị bụi dính vô nha. Nhẹ thôi. Rất là light for this. Ok. Ai sẽ dùng một cái cục bút ai trà đi cho xoay. Ai sẽ dùng cái bật này. Trà. Các bạn phải rờ thử nó được chưa? Chưa được. Các bạn phải rờ thử cỡ 10 giây ra lại thôi nha, phải rờ thử nó mượt hay không ha. Đó. Mình sẽ bỏ cái không lên. Chị nhìn thấy ở ngoài đậm đúng không? Nhưng mà trong live lạt đúng không? Nhìn cái điện thoại thôi đi. Thấy không? Ở ngoài đậm hơn đúng không? Ở ngoài nhìn nó rất là đẹp. Các bạn thấy không? Các bạn chùi lại một cái vậy nè ha. Bỏ cái đèn vô cho ha, nó sạch. Các bạn nhớ cái khom nó dính chính á, nên da là do mình sơn top coat nha, chứ không phải là cái khom nó dính nha. Nó dính một phần nào đó thôi. Sau là sẽ bỏ cái gel lên. Màu đẹp quá, thấy như ngoài thấy đẹp không? Nó rất là trong ha. Bỏ đèn cho lại đi. Ok, rồi bây giờ là sẽ cho các bạn coi thử những cái tông màu nó ra nha. Can I see that one too, please? Hai chị Mimi khỏe không? Các bạn nhìn cái màu này, các bạn thấy cái màu không? Này, mình sẽ cho coi gần này. Đây là cái màu nó rất, cái màu là màu slate nha, đây nè. Các bạn thấy, các bạn không có thấy được cái độ mà ở trong của cái nail base đó, nên nó lại muốn. Còn đây là cái ombre. Pink rất là đẹp ha. Cái phim này là các bạn vừa làm cho ombre cái móng này, vừa làm cho pink and white, vừa làm cho một màu nó cũng đẹp nè ha. Còn cái này là chính tuyến. Còn cái này là comb. Chia sẻ chưa chị khỏe, thank you em. Ok, các bạn thấy chưa? Đó, nên là lệch 4. Cho các bạn coi những cái thích những cái audit các bạn làm nha. Đó, vậy là xong rồi đó. Cái màu rất là đẹp. Ok, lệch thank you mọi người rất là nhiều nha. Bye bye mọi người.